khi mà đã nhắc trọng tài nhắc nhở đi ra khỏi phòng thi đấu mà vẫn còn tái phạm thì lập tức bị xử thua ở ván tiếp theo. Xin mời các bạn đồng kiểm tra lại con đàn bà đồng hồ. Đã đến giờ thi đấu, xin mời các vận động viên đứng dậy làm việc thi đấu. Ván thứ nhất bắt đầu. Thank you.
Sao hết được? Có nhớ đi, sao hết được?